是咱高中的那种。
cảm ơn các bạn xem video nhé. Mình vừa chắc xong hai cái mission show web và underwater web. Web này với mấy cái web này cũng khó lắm. Bây giờ là mới hoàn thành được cái spinet này, là cái cỏ này nó ở bên đấy đó. Ở bên cái hồ này mới có. Hôm nay vô cái hồ này mới hoàn thành được hai cái mission. Ok, thank you. Cảm ơn các bạn qua theo dõi video này nhé. Nếu thích thì like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Ok.